rất là nặng của COVID-19 hiện nay, thì cho bạn là có những cái biện pháp để mà có thể chăm sóc và bảo vệ trẻ em tới tình trạng là lây nhiễm COVID-19 ngay tại nhà. Và hiện nay thì việc kiểm tra nồng độ oxy trong máu là một trong những biện pháp để mà có thể phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh COVID-19 và tránh tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Và hôm nay thì sư tỷ tế xin giới thiệu đến một cái sản phẩm như là cái nồng độ oxy FPO2 cho trẻ em ở heo phòng Green 100 g, và đây là một trong những cái dòng máy đo nồng độ oxy trong máu được tiêm cho trẻ em từ 1 tuổi đến 10 tuổi. Và máy này thì sẽ có thiết kế rất là nhỏ gọn và giúp sử dụng cho trẻ em ngay tại nhà hoặc là phòng khám bệnh viện. Và sau đây thì hãy cùng sư tỷ tế thông báo xem là sản phẩm này sẽ có được nhé. Trong cái tập của sản phẩm thì sẽ có một máy đo, một túi đựng và một dây đeo, một pin, một hướng dẫn sử dụng và một cái bộ. Và để sử dụng sản phẩm này thì chúng ta sẽ gắn pin vào máy. Và thông thường là chúng ta sẽ đo vào trong thời điểm là khi mà trẻ đang tỉnh táo, không có chạy nhảy mà vui đùa. Và trước khi đo là chúng ta sẽ lắp pin vào, sau đó là chúng ta sẽ đo, thường là sẽ đo tay phải và chân phải của trẻ và bên xung quanh của trẻ, sau đó là để tay của trẻ vào trong máy và để nghiêm cái này để cho máy thực hiện quá trình đo. Và chỉ sau vài phút là máy sẽ bắt đầu đo và sẽ hiển thị cái kết quả trên màn hình. Thông thường là nồng độ oxy trong máu của trẻ thường sẽ dao động trong khoảng là trên 95% đến 100% là tốt nhất. Và nhịp tim của trẻ là sẽ thay đổi theo độ tuổi. Vì vậy cho nên là quý khách nên tham khảo các thông số một cách kỹ càng để mà có thể dự đoán tình trạng của sức khỏe của trẻ tốt hơn. Vừa rồi thì sư tỷ đã giới thiệu đến quý khách về cái dòng sản phẩm đó là nồng độ oxy trong máu FPO2 dành cho trẻ em Health 100 g. Hy vọng rằng sau này thì các bạn có thể biết cách sử dụng nồng độ oxy trong máu cho trẻ em có hiệu quả không? Và nếu như bạn muốn mua hàng thì hãy liên hệ vào số hotline đó là 0985 999929 hoặc truy cập vào website sutitinh.com.vn. Xin cảm ơn các bạn.